Rồi tiếp theo mình sẽ qua một cái phép kiểm định nữa, đó là phép kiểm định min, kiểm định giá trị trung bình. Được không nào? Với phép kiểm định này thì mình muốn giới thiệu với các bạn, nó là một trong những cái phép kiểm định quanh quay ANOVA. Tức là kết quả nó sẽ cho thấy như cái phép kiểm định quanh quay ANOVA phương sai một yếu tố. Và cái kết quả nó sẽ cũng hiển thị ra cái giá trị R bình phương hoặc là giá trị sig kiểm định F của mô hình giữa hai cái biến mà các bạn đưa vào phân tích. Được không nào? Đấy. Và giả thuyết đưa ra đó là phương sai tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình, và phương sai tổng thể không bằng nhau, tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình, bởi vì nó giống như phép kiểm định quanh quay ANOVA các bạn này. Được không nào? Rồi. Và chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sig lớn hơn 5% và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sig bé hơn 5%. Được không nào? Nhưng mà điều lưu ý ở đây là các bạn thấy là nếu như mà nó giống với phép kiểm định quanh quay ANOVA thì chúng ta nên làm quanh quay ANOVA. Và đó cũng là lý do vì sao mà các bạn thấy là cái phép kiểm định này rất ít khi mà chúng ta thấy các nhà nghiên cứu nhắc đến hoặc là sử dụng để nó. Được không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm mình thực hiện mình thao tác để cho các bạn thấy được cái phép phân tích này. Được không nào? Cái phép phân tích này là khi mà kiểm định min này mà khi các bạn ra kết quả thì các bạn thấy nó sẽ khá là phức tạp hơn so với lại là những cái phép kiểm định mà các bạn tìm hiểu. Rồi chúng ta sẽ vô analyze, chúng ta sẽ vô compare min, chúng ta sẽ chọn cái mục là min. Đấy. Được không nào? Rồi, trong mục là dependent list này á, các bạn sẽ đưa cái biến, được không nào, mà các bạn muốn phân loại vào. Muốn phân loại là cái biến nào? Xin lỗi các bạn, đó là cái biến nào, là cái biến mà biến độc lập, đây là cái biến mà các bạn cần phân tích đó, ví dụ như là F sự hài lòng này, tức là cái biến định lượng á. Đấy. Được không nào? Hoặc là cái biến A1 cũng được, đúng không? Đấy. Tùy, đúng không nào, nhưng mà đây là chủ yếu là người ta hay làm cái sự hài lòng, đúng không nào, hoặc là ví dụ như biến A1 bây giờ đi nhá. Còn cái independent list này mình sẽ đưa cái biến trình độ này, chẳng hạn. Đúng không nào? Rồi, bấm option này. Trong option này trước hết á, là mình chưa bấm hai cái nút ở dưới này, mình làm cho các bạn dễ hình dung cái đã, được không? Và ở đây các bạn thấy rằng là nó sẽ có sẵn ba cái giá trị, đó là min, n of k, tức là cái số lượng mẫu, standard deviation, độ lệch chuẩn. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tính toán thêm những cái giá trị nào nữa thì các bạn đưa vào đây nè, đưa vào tùy các bạn. Đúng không nào? Mình bấm ok, continue này, ok. Thì ở đây các bạn thấy nè, nó sẽ kết hợp giữa cái biến A1, đúng không, với cái biến trình độ. Đúng nào, các bạn lưu ý là A1 trước là sao, bởi vì là cái biến A1 này là mình có lưu tên cái label là A1 trước nè, đúng không? Đấy, nên ra nghĩ trước nhìn như vậy. Đấy. Rồi các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ ra cái bảng report. Report báo cáo này nghĩa là gì? Là gì ạ? Tức là ở đây các bạn thấy rằng là nó lấy cái biến trình độ, đúng không? Nó có bốn cái đáp án là trình độ trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, sau đại học. Thì trình độ trung học phổ thông nó sẽ có 23 người. Được không nào? Với 23 người này á, nếu như mà đem đi mà sàng lọc ra, đúng không? Khi đánh giá về A1 á thì đạt được cái giá trị trung bình là 3,73, các bạn hiểu không? Đấy, 3,73. Còn những người mà trình độ trung cấp và cao đẳng là có 59 người, và trong 59 người này khi đánh giá về biến A1 thì đạt giá trị trung bình là 4,03. Tương tự những người mà trình độ đại học có 75 người, đúng không nào? Và khi đánh giá về A1, tính toán riêng cho những người trình độ đại học không thôi, thì đạt mức độ giá trị trung bình là 4,18. Như vậy các bạn thấy là giá trị trung bình này nó có sự chênh lệch, rõ ràng là có sự chênh lệch này sau đại học, đúng không? Và các bạn muốn biết rằng là cái sự chênh lệch này nó có ý nghĩa thống kê hay không thì các bạn sẽ vô analyze, các bạn sẽ vô compare min, vào min là vào hồi nãy đó, vô option các bạn chọn cái bảng ANOVA table and ET cho mình, ETA cho mình, continue, ok. Đấy thì các bạn thấy này, ngoài hai cái bảng hồi nãy ra, được không nào? Đây, ngoài hai cái bảng này này thì nó sẽ có thêm cái bảng ANOVA, và cái bảng ANOVA này thì các bạn thấy là cái giá trị sig này nó giống như là cái phép kiểm định quanh quay ANOVA. Các bạn có thể chạy lại cái phép kiểm định quanh quay ANOVA đối với hai biến, đó là A1 và biến trình độ, trong đó biến trình độ là biến phân nhóm nha. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị sig của bảng ANOVA chính là 0,010, 0,010 độ đó phần trăm, tức là 1%, đúng không? Mà 1% nghĩa là bé hơn 5%, điều đó cho thấy là có sự khác biệt, đúng không?
giữa các trình độ khi đánh giá về biến A1. Cụ thể thì ở đây chúng ta thấy rằng là những người có trình độ sau đại học họ sẽ đánh giá cái biến A1 cao nhất và thấp nhất là biến trung học phổ thông. Cụ thể hơn nữa thì trình độ càng cao thì đánh giá biến A1 càng cao, đúng không? Đến nay giá trị trung bình càng cao càng tăng lên nè so với trình độ này, đúng không nè? Đấy, các bạn hình dung nè. Đấy, và nếu như bây giờ mình giả dụ mình vào lại trong cái phép kiểm định min này các bạn nha, mình vào trong option này, mình chọn luôn cái ở dưới đó là test for linearity, thì các bạn bấm continue, các bạn bấm ok, nó sẽ ra cái bảng này nè, nó nhiều hơn. Thì hai cái bảng đầu thì mình không nói rồi, đúng không? Đấy, thì trong cái bảng ANOVA này các bạn thấy không, nó thêm hai cái giá, nó thêm hai cái hàng này, thì mình giải thích thôi, bởi vì cái hàng đầu tiên là mình không nói này, cái hàng đầu tiên này nha, cái hàng đầu tiên này nè, là những số đầu tiên này nè, với hai cái hàng ở dưới này, nó là cái bảng ANOVA hồi nãy rồi, đấy nè, đúng không? Bây giờ nó chỉ thêm hai cái giá trị linear và deviation for linearity, đúng không? Thì trong đó cái giá trị sig của linearity này, đúng nè, thì các bạn thấy là nó là 0.001, đúng nè. Điều này cho thấy cái biến trình độ nó có ý nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 khi chạy mô hình hữu quy. Các bạn hình dung không? Chạy mô hình hữu quy nó sẽ có ý nghĩa. Và khi chạy mô hình hữu quy thì cái giá trị R bình của cái mô hình đó, nó sẽ là 0.056. Các bạn nhé. Đây, nếu như các bạn vào các bạn chạy mô hình này, regression linear, các bạn đưa cái biến trình độ vào independent và đưa cái biến A1 vào dependent, đúng không? Bấm static, chọn những tiêu chí trong mô hình, thì cái phần mô hình, nếu như các bạn chưa biết vì sao chọn mấy cái này thì các bạn coi phần mô hình, nhưng mà rõ ràng các bạn đã sẽ tìm hiểu rồi nhé. Continue, ok, thì các bạn thấy này, đây là cái quả mô hình đúng không? Đây thì các bạn thấy này, cái giá trị sig của ANOVA này, đâu rồi? ANOVA của mô hình này là 0.001, nó cũng là đây, đúng không? Đấy, tức là mô hình, tức là cái biến trình độ này có nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 đấy, đúng không? Đấy, đây này, đây là cái bảng ANOVA của mô hình này, sig là 0.001, cho nên ở trên này, đấy, 0.001, đúng không? Và giá trị R bình là 0.056 này, cho nên ở dưới này phần mô hình các bạn thấy này, R bình đây nè, 0.056 này, R bình này, đấy, đợm nè. Đấy, vì sao chúng ta lại đưa cái biến phân loại là trình độ vào là độc lập ạ, khi chạy mô hình? Bởi vì trong cái phần compare min nè, các bạn thấy nè, dưới này các bạn đưa trình độ, cái biến mà phân loại á để đánh giá theo từng cái nhóm á, là chúng ta đưa vào independent ở trong cái phần kiểm định min này mà. Đấy, được không nào? Đấy, thì đây là cái phần kiểm định min các bạn nhé. Được không nào? Rồi, tương tự như vậy các bạn có thể làm đối với dữ liệu của các bạn và cái phép kiểm định